Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Pro Trader Dream. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách mà chúng ta thiết lập nên một cái thang đo để mà chúng ta đánh giá cái xu hướng của thị trường. Cái video này nó phục vụ trong một cái chuỗi video mà mình sắp tới mình sẽ triển khai mà mình sẽ chia sẻ cùng các bạn, mình sẽ giao dịch thực chiến cùng các bạn. Đó là việc mà chúng ta sẽ quan sát các cổ phiếu trên thị trường theo thời gian thực để mà chúng ta đứng dưới góc nhìn của hệ thống, chúng ta sẽ cùng nhau giao dịch theo thời gian thực cùng với nhau. Thì với bản thân mình, kiến thức nó phải luôn được ứng dụng và nó phải thật sự có giá trị khi mà nó được giao dịch thực chiến và nó chứng minh được cái sự thành công khi mà nó giao dịch thực chiến các bạn. Đó, trước giờ bản thân mình chia sẻ với các bạn về hệ thống giao dịch rất là nhiều rồi, còn về thị trường chung ấy, thì đâu đó tương đối hạn chế. Tuy nhiên ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái thang đo và dựa trên cái thang đo đó các bạn có thể đánh giá được cái xu hướng của thị trường, từ đó đưa ra các định hướng cho cái hệ thống giao dịch của các bạn, cho các cái tiêu chí của các bạn, làm sao để chúng ta có thể trả lời được những câu hỏi ví dụ như là trong cái giai đoạn nào thì chúng ta có quyền được giao dịch một cách năng động hơn, trong giai đoạn nào chúng ta giao dịch một cách hạn chế thận trọng hơn. Nó dựa trên cái xu hướng của thị trường, tuy nhiên bản thân mình sẽ không đánh giá nó dựa trên góc nhìn cá nhân của chính bản thân mình hay góc nhìn định tính, mà bản thân mình sẽ dựa trên cái góc nhìn định lượng nó nhiều hơn. Đó chính là cái lý do mà chúng ta cần trao đổi ký trong cái buổi ngày hôm nay, trong cái video này nha các bạn. Thì trước khi đi vào cái thang đo thì mình có một cái chia sẻ như thế này với các bạn. Đây là hai cái câu rất là nổi tiếng của hai nhà giao dịch hàng đầu mà cũng là những cái thần tượng của mình. Thì với phù thủy chứng khoán Mark Manzoni các bạn, ông có một cái câu như thế này: 98% các giao dịch đều cái mức giá của nó các bạn đều trên đường MA 200 trước khi mà có đợt tăng mạnh, và 95% các cổ phiếu giao dịch trên đường MA 50 trước khi có đợt tăng trưởng mạnh nhất. Thì Mark Manzoni là một phù thủy chứng khoán, là một nhà giao dịch theo đà tăng trưởng hàng đầu, và ông có một câu kết luận như thế này để đánh giá được cái tầm quan trọng của việc mà chúng ta giao dịch trên đường MA 50 hoặc là trên đường MA 200 các bạn. Đó, còn một nhà giao dịch khác cũng rất là nổi tiếng, đó là Paul Churchill. Thì khi được hỏi về nguyên tắc quan trọng nhất của nhà giao dịch vĩ đại, Paul Churchill đã nói rằng cái cổ phiếu đó ấy, thì phải nằm trên đường trung bình động MA 200, và ông sẽ loại bỏ mọi cổ phiếu nằm dưới đường trung bình động MA 200. Và Paul Churchill cũng có một câu mà dán trên tường, đó là loser average loser, có nghĩa là chỉ có những kẻ thua cuộc với bình quân giá xuống, và ông đặt ngay trên cái bàn làm việc của mình. Một nhà giao dịch vĩ đại mà đặt những câu nói như thế này thì chúng ta cần phải có những suy ngẫm để mà chúng ta coi thử rằng những cái điều này nó có thực sự hợp lý hay không, và tại sao họ lại nói như vậy. Đó, thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái thang đo như thế này. Nó dựa trên ba cái tiêu chí thôi các bạn. Nó dựa trên cái sự tương quan giữa ba cái thứ, ba cái mức mốc giá. Thứ nhất là cái giá của thị trường, nó hay còn gọi là cái chỉ số của thị trường vào thời điểm mà chúng ta đang xét đến. Cái thứ hai đó là cái đường MA 50, đường trung bình MA 50 các bạn, 50 phiên gần nhất thì trung bình của thị trường chung như thế nào, và 200 phiên gần nhất thì trung bình của thị trường chung như thế nào. Chúng ta sẽ xem xét tương quan giữa ba cái điều này, và khi mà chúng ta xem xét tương quan các bạn, nó sẽ cho chúng ta về 6 cái trường hợp khác nhau. Bản thân mình đã chia ra như thế này các bạn. Đó, mình sẽ chia ra. Thứ nhất là các bạn đánh giá là khi mà cái mức giá nó lớn hơn đường MA 50 và nó lớn hơn đường MA 200, và đường MA 50 nó cũng lớn hơn đường MA 200 luôn, thì lúc này mình đặt cái thang đo này nó ở cái trạng thái đó là strong uptrend, một cái trạng thái tăng giá mạnh, một cái trạng thái uptrend mạnh. Đó, xíu nữa vào đồ thị thì bản thân mình sẽ chia sẻ các bạn rõ hơn để các bạn hình dung một cách kỹ lưỡng hơn. Đó, thì tổng quan các bạn có thể theo dõi cho mình nó như thế này. Cái thứ hai là như thế này các bạn. Cái mức giá của nó cũng lớn hơn đường MA 50 và mức giá cũng lớn hơn đường MA 200. Nhưng lúc này đường MA 50 nó vẫn chưa lớn hơn đường MA 50, nó vẫn chưa lớn hơn đường MA 200. Mà đường MA 200 hiện tại nó đang lớn hơn, có nghĩa là nó nằm trên cái đường MA 50. Nó khác biệt so với thằng này một chút. Vào biểu đồ các bạn hình dung rất là rõ về chỗ này luôn. Cái trạng thái trên là trạng thái uptrend nó mạnh hơn. Trạng thái dưới là nó cũng uptrend, nhưng mà cái trạng thái này uptrend nó chỉ là nó uptrend trong trung hạn, nó vẫn chưa chuyển sang cái trạng thái đó là uptrend dài hạn. Rồi còn một trạng thái thứ ba, đó là khi mà cái mức giá nó nhỏ hơn, hay còn gọi là cái chỉ số các bạn nhá, bạn hình dung như vậy, nó là chỉ số của thị trường nó nhỏ hơn đường MA 50 và chỉ số của thị trường này đồng thời lớn hơn đường MA 200, thì nó đang ở trạng thái chuyển từ uptrend qua downtrend. Và ngược lại, nếu mà mức giá nó lớn hơn đường MA 50 và mức giá nó nhỏ hơn đường MA 200 thì lúc này thị trường đang ở trạng thái ngược lại, có nghĩa là chuyển từ downtrend qua uptrend.
Rồi trạng thái tiếp theo đó là cái mức giá nó nhỏ hơn đường MA50, rồi mức giá nó nhỏ hơn đường MA200, và đường MA200 nó đang nhỏ hơn đường MA50, thì lúc này nó đang ở trạng thái downtrend, đúng không ạ? Và cái trường hợp cuối cùng đó là ba cái đường này nó chồng nhau và nó đi xuống dưới, có nghĩa là mức giá lúc này nó ở trên cao nhất, sau nó mới đến được MA50, sau đó nó mới đến được MA200. Đó, mình đặt nó là một trạng thái strong downtrend, có nghĩa là một trạng thái đang downtrend rất là mạnh, downtrend trong một khoảng thời gian dài, downtrend trong dài hạn, đúng không ạ? Thì giờ bản thân mình sẽ đi cùng các bạn vào trong đồ thị để xem các giai đoạn như thế nào, thì nó ở trong các thang đo đánh giá mà mình đang chia sẻ với các bạn như thế này. Rồi, thị trường nó như thế này các bạn, nó sẽ như thế này, mình sẽ bắt đầu từ đây các bạn, mình sẽ bắt đầu từ một điểm, mình sẽ bắt đầu từ đây, thì các bạn thấy rằng nó sẽ như thế này các bạn này. Đó, để mình zoom out lên cho các bạn xem. Thứ nhất, mình giới thiệu sơ qua cho các bạn, đây là một cái đồ thị trên TradingView, một cái nền tảng mà bạn thân mình thường xuyên sử dụng, người đáp ứng được nhiều cái tiêu chí, nó phục vụ cho vấn đề giao dịch của mình, đúng không ạ? Cái thứ hai đó là các bạn thấy rằng này, ở đây nó có cái, đây là đồ thị nến của VN-Index. Cái thứ hai các bạn thấy rằng cái đường màu cam này nó là cái đường MA50, đường màu xanh nó là đường MA200, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta sẽ xét tương quan giữa ba cái thứ này, đó là chỉ số này, MA50 này, MA200 này. Thì nó downtrend khi nào? Downtrend khi nào các bạn? À, các bạn thấy rằng này, thứ nhất là mình xét cái trường hợp strong downtrend trước các bạn này, mình sẽ xét từ dưới lên đi. Đây các bạn, chúng ta có thang đo như thế này và chúng ta sẽ xét từ dưới lên, strong downtrend trước. Thì các bạn thấy rằng này, strong downtrend nó xảy ra khi cái mức giá này nó nhỏ hơn đường MA50 này, đúng không ạ? Và đường MA50 nó nhỏ hơn MA200. Nó có nghĩa là ba cái chỉ số này nó có xu hướng chồng lên nhau. Nó có MA200, MA50 và cái chỉ số của thị trường, đúng không ạ? Cái thứ hai đó là cái trạng thái downtrend. Downtrend thì sao các bạn? Là cái mức cái chỉ số của thị trường này nó cũng nhỏ hơn MA50 và MA200, giống tương tự như strong downtrend. Tuy nhiên các bạn thấy ở đây các bạn này, đường MA200 nó vẫn đang nằm dưới đường MA50. Nó khác với trường hợp này, đường MA200 nó nằm trên đường MA50. Thì trong trường hợp này nó là trong downtrend nó đã ở trong một thời gian tương đối dài rồi. Nó gọi là downtrend dài hạn rồi. Đây là downtrend, nó chỉ ở bước trong giai đoạn đầu tiên của vấn đề downtrend, nhưng mà nó cũng đang ở trạng thái downtrend là như vậy các bạn. Rồi chúng ta sẽ đến cái giai đoạn tiếp theo là sau một khoảng thời gian nó đã trong downtrend thì giá có cái xu hướng phục hồi trở lại và nó đi vào giữa cái vùng đó là MA50 và MA200. Tuy nhiên lúc này các bạn để ý rằng cái đường MA50 này nó nằm dưới đường MA200, thì nó gọi là trạng thái từ downtrend chuyển vào uptrend, đúng không ạ? Các bạn coi lại cái thang đo của mình nha, các bạn thấy chính xác nó đang là như thế này đó. Và nếu mà nó không có thực hiện đến các bước tiếp theo là nó chuyển qua uptrend thì lúc này nó sẽ chuyển ngược lại về strong downtrend ở tại cái thời điểm này các bạn này, thì nó bắt đầu quay trở lại trạng thái strong downtrend đó. Thì mức cái chỉ số nó nằm dưới đường MA50, MA50 nằm dưới đường MA200, đúng không ạ? Đó, thì cái khu vực này nó vẫn là strong downtrend đó, và tương tự như vậy nó sẽ chuyển sang cái giai đoạn downtrend và từ downtrend chuyển dần qua uptrend cho đến khi nào các bạn, cho đến khi nó như thế này các bạn này, cái mức giá này, cái chỉ số của thị trường này nó lớn hơn, nó nằm trên đường MA50 và đường MA200. Tuy nhiên cái trạng thái uptrend là cái trạng thái mà các bạn thấy rằng này, đường MA200 nó vẫn đang nằm trên đường MA50, nó vẫn đang nằm trên đường MA50 các bạn này, đúng không ạ? Đó, cho đến khi mà cái đường MA50 này nó nằm trên đường MA200 đó, và cái mức giá nó vẫn duy trì được cái chỉ số ấy các bạn, nó vẫn duy trì được đó là nằm trên đường MA50 và đường MA200, thì lúc này chúng ta kết luận ngay một cái điều đó là nó đang ở trong trạng thái strong uptrend, đúng không ạ? Strong uptrend. Và cái trạng thái cuối cùng mà nó chúng ta chưa xét đến đó là trạng thái từ uptrend chuyển qua downtrend đó. Thì các bạn thấy sau một khoảng thời gian nó strong uptrend đó, giá của nó, chỉ số của thị trường nó di chuyển về dưới cái vùng của đường MA50 và đường MA200. Tuy nhiên lúc này đường MA50 nó nằm trên đường MA200, thì lúc này nó đang ở trạng thái từ uptrend nó chuyển qua downtrend. Thì đó là cái thang đo mà mình đang chia sẻ cùng các bạn để mình zoom in. Đây các bạn này, đúng không ạ? Chúng ta có đầu tiên là trạng thái strong uptrend đó là ở đây. Đó, trạng thái thứ hai là trạng thái uptrend, là trước khi mà nó chuyển qua strong uptrend là thường nó phải chuyển qua trạng thái uptrend trước. Đó, uptrend nó khác strong uptrend ở một cái đó là cái tương quan với đường MA50 và đường MA200 mà thôi, đúng không ạ? Rồi sau đó sau một khoảng thời gian nó strong uptrend thì nó chuyển từ uptrend qua downtrend. Đây giai đoạn phía sau của strong uptrend nha các bạn. Rồi cái giai đoạn
tiếp theo đó là chuyển từ downtrend qua uptrend, là cái giai đoạn mà nó từ strong downtrend một khoảng thời gian rất là dài, rồi sau đó nó chuyển qua một cái trạng thái tiếp theo, thì lúc này nó là downtrend qua uptrend, đúng không ạ? Rồi nó downtrend thế nào? Nó downtrend khi mà giá nằm dưới đường MA 50 và MA 200. Tuy nhiên đường MA 200 lúc này nó vẫn chưa di chuyển xuống rồi lên trên đường MA 50, thì lúc này nó downtrend. Cho đến khi nó di chuyển trên đường MA 50 thì lúc này nó là strong downtrend. Thì dựa trên tương quan của giá đường MA 50 và MA 200, chúng ta có thể đánh giá được cái trạng thái của thị trường lúc này nó đang ở trạng thái như thế nào. Và với bản thân mình thì mình thấy được rằng là 6 cấp độ như thế này nó đủ để mình có thể đánh giá nó là nó đang nằm ở một cái trạng thái như thế nào rồi các bạn. Và sử dụng cái thang đo này như thế nào thì bản thân mình sẽ hẹn các bạn ở một cái chuỗi video thực chiến, và mình sẽ cùng các bạn giao dịch hàng ngày, đó, hàng tuần, để làm sao chúng ta ứng dụng được tất cả những cái kiến thức thuộc cái hệ thống giao dịch mình đã và đang chia sẻ cho các bạn vào trong thực tế giao dịch thực chiến. Và các bạn lúc đó các bạn sẽ thấy được rằng là những cái lý thuyết này nó quan trọng như thế nào, đó, những cái thông tin mà mình chia sẻ với các bạn nó quan trọng như thế nào, phục vụ cho cái việc mà các bạn giao dịch một cách hoàn chỉnh, nhất quán và kỳ vọng dương, để hướng đến những cái mốc lợi nhuận lớn, ổn định trong dài hạn. Đó là những mục tiêu rất là lớn và chúng ta cần phải làm việc với nhau rất là chăm chỉ để mà chúng ta đạt được cái mục tiêu như vậy. Thì ngày hôm nay mình cũng đã chia sẻ với các bạn về thang đo đánh giá cái xu hướng của thị trường chung. Hy vọng rằng các bạn nhận được nhiều giá trị và liên tục ủng hộ kênh, để lại cho kênh những cái tương tác, và các bạn có thể chia sẻ cái video này cũng như là các bạn để lại cho mình những comment, những cái bình luận, đúng không ạ? Một cái nút like của các bạn đơn giản thôi, đúng không ạ? Đó, và mình hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.